Sau một năm lao động vất vả, Tết là khoảng thời gian để mọi người nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình. Nhưng cũng có những người do đặc thù công việc nên phải làm xuyên Tết. Và với phương châm là không để người lao động nào không có Tết, các đơn vị quản lý người lao động đã dành nhiều sự quan tâm đến công nhân, nhất là người dân tộc thiểu số. Tại nhà máy DAP số 2 Lào Cai, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương. Để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm không bị gián đoạn, kíp làm việc của anh Hoàng Tú Anh được phân công làm việc trong những ngày Tết Nguyên đán. Không được đón Tết bên gia đình, nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp vì luôn nhận được sự quan tâm động viên sâu sắc từ phía lãnh đạo công ty. Tết Nguyên đán này thì cũng được ban lãnh đạo công ty quan tâm về ngày lương, rồi các bữa ăn ca trong những ngày Tết Nguyên đán cũng được đảm bảo cho anh em thì chúng tôi cũng rất là vui. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng cống hiến hết mình với công ty để cho đảm bảo nhà máy được sản xuất ổn định. Cùng với đó, nhiều chương trình đón Tết sớm cho công nhân, người lao động cũng được các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức. Thông qua các phần thi hát múa, gói bánh chưng và các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy đã mang đến không khí tràn ngập niềm vui và hạnh phúc cho những người công nhân lao động. Rất là vui và phấn khởi. Mọi áp lực trong công việc cả năm qua coi như tan biến và bây giờ là tràn ngập những niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi tổ chức rất nhiều chương trình, sự kiện để tổ chức tất niên cho công nhân cũng là để cảm ơn công nhân có một năm lao động vất vả và cùng công ty phát triển. Thông qua sự kiện này thì sẽ có nhiều cái sự đoàn kết và cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ, tương trợ để phát triển. Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đồng hành sẻ chia của toàn xã hội, Tết của người công nhân lao động dân tộc thiểu số vẫn luôn đong đầy sự ấm áp, sẻ chia. Video ngày mới sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết chỉ trong vòng 3 ngày qua, đơn vị đã tiếp nhận 4 trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu do nổ pháo, thuốc súng không rõ nguồn gốc. May mắn là cả 4 cháu nhỏ đều được nhanh chóng hồi sức tích cực qua cơn nguy kịch khi vào viện. Đặc biệt có trường hợp bị bỏng diện rộng vùng mắt, cũng như là cẳng chân, bàn tay, bụng và ngực. Chẩn đoán diện tích bỏng là 12%, vùng da tay bị cháy sâu do chơi pháo không rõ nguồn gốc. Các y bác sĩ đang tích cực truyền dịch giảm đau và theo dõi tình hình bệnh các bệnh nhi. Tự chế hay là đốt pháo không rõ nguồn gốc đều có thể gây ra tai nạn đáng tiếc, để lại di chứng vĩnh viễn về sau hoặc đe dọa tính mạng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều gia đình có con nhỏ cần cẩn trọng theo dõi, quản lý việc chơi pháo, thuốc súng trong dịp Tết Nguyên đán. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn gửi các chuyên gia, một số đơn vị chuyên khoa đề nghị nghiên cứu cho ý kiến đề xuất về vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển các phương tiện giao thông. Việc này làm cơ sở để xử phạt theo yêu cầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu cho ý kiến và gửi các đề xuất nội dung quy định về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 20 tháng 2 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Cụ thể, đề xuất từ các chuyên gia, các đơn vị chuyên môn là cơ sở để đơn vị nghiên cứu, đề xuất quy định nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở khi lái xe. Việc đề xuất được căn cứ từ khía cạnh y tế như nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu, bia, giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Nhằm tạo điều kiện cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, hôm qua, Bệnh viện Đà Nẵng cùng các nhà hảo tâm tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về các tỉnh, thành, khu vực miền Trung, Tây Nguyên về đón Tết sum vầy bên gia đình. Mắc bệnh hiểm nghèo và điều trị nội trú tại khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng gần một năm. Hôm nay, bệnh nhân này được ra viện và được chuyến xe nghĩa tình đưa về quê đón Tết cùng gia đình. Trong khi điều trị thì thời gian mà đã lao nhưng hôm nay tôi đã được về ăn Tết thì nhờ chuyến xe thông đoàn hỗ trợ chúng tôi để về quê ăn Tết xong về gia đình. Tôi rất biết ơn và tình cảm ơn. Trong 2 ngày 26 và 27 âm lịch, thông qua chương trình chuyến xe nghĩa tình, Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ đưa hơn 100 bệnh nhân nghèo điều trị tại các khoa ung bướu, đột quỵ, thận nhân tạo, ngoại thần kinh về các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi vui xuân đón Tết. Cùng với đó, những phần quà Tết cũng được trao tặng đến người bệnh với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trước khi mà cái chuyến xe này ra, chúng tôi huy động rất là cũng đáp ứng được nhiều mạnh thường quân, mặc dù là điều kiện khó khăn về kinh tế xã hội trong giai đoạn năm 2024, nhưng cũng gần Tết cũng rất là nhiều mạnh thường quân đến ủng hộ về vật chất và tinh thần để giúp cho bệnh nhân an tâm công tác điều trị tại bệnh viện.
Chuyến xe nghĩa tình là một trong số những hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng. Hoạt động này nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh thần để người bệnh vơi bớt những khó khăn, vượt qua bệnh tật và vui đón năm mới sum vầy bên gia đình. Với tinh thần để mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, những ngày cận Tết, nhiều cán bộ nhân dân phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ngày đêm gói hàng ngàn chiếc bánh chưng, bánh tét để dành tặng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tuy tuổi đã cao, nhưng từ sáng sớm đến tối, những cán bộ về hưu như ông Tuấn vẫn hăng hái tham gia chuẩn bị nguyên vật liệu của bánh chưng, bánh tét để kịp tặng người nghèo. Dù Tết Nguyên đán đã cận kề, nhưng được tham gia giúp sức vì cộng đồng thì ai cũng gác lại việc riêng, xung phong với tinh thần sẵn sàng, vui vẻ hết mình. Rồi nếu mà làm được công việc gì cho những người nghèo và người khó khăn và nói chung là cho hoạt động xã hội từ thiện thì chúng tôi tham gia một cách rất là tích cực. Không những bây giờ rồi còn kể cả trong những cái ngày tới, nếu trong cái điều kiện về mặt sức khỏe có thể đáp ứng được thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục tham gia. Sau nhiều ngày triển khai, khoảng 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét đã được hàng chục cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Thống Nhất hoàn thành. Việc thực hiện chương trình được làm chu đáo từ khâu rửa lá, vò gạo, ướp thịt, đãi đậu xanh để gói bánh, luộc bánh. Toàn bộ kinh phí chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa. Ngoài cái việc gói bánh chưng, bánh tét như hàng năm, thì chúng tôi có tổ chức cái chợ Tết không đồng. Ở tại đây thì chúng tôi sẽ cung cấp các cái nhu yếu phẩm trong cái dịp Tết, phục vụ Tết cũng như các cái thực phẩm nhu cầu cấp thiết cho bà con, để bà con có thể có một cái Tết ấm êm, hạnh phúc như mong muốn. Là một trong số những người nhận được chiếc bánh tét cùng nhiều phần quà như ấu phẩm dịp Tết này, bà Đinh Thị Năm rất phấn khởi vì gia đình được động viên san sẻ để đón năm mới đầy đủ hơn. Nhân tôi cũng khó khăn, năm nay buôn bán cũng ế ẩm nên được phát cho phần quà này, gia đình tôi cũng nói chung là cũng đón xuân này cũng vui vẻ cùng các cháu con. Những chiếc bánh chưng, bánh tét và nhu yếu phẩm là món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa tinh thần và tình cảm lớn lao của cả cộng đồng, là nguồn động viên thiết thực cho người dân nghèo dịp Tết đến xuân về. Hội đồng Tiền lương Quốc gia khuyến nghị chính phủ điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 1 cho đến 7 với mức tăng 6% so với quy định hiện hành. Theo đó, vùng thứ nhất tăng từ 4,68 triệu đồng một tháng lên 4,96 triệu đồng một tháng. Vùng thứ hai tăng từ 4,16 triệu đồng một tháng lên 4,41 triệu đồng một tháng. Vùng thứ ba tăng từ 3,64 triệu đồng một tháng lên 3,86 triệu đồng một tháng. Vùng thứ tư tăng từ 3,25 triệu đồng một tháng lên 3,45 triệu đồng một tháng. Đối với lương tối thiểu giờ, hội đồng cũng thống nhất tăng tương ứng 6% so với quy định hiện hành. Thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 để đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện. Để triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao 10 cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp hơn 12.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Hạt năm 2024. Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao cho các cục dự trữ khu vực thực hiện đến ngày 9 tháng 2, tức là ngày 30 Tết âm lịch, khẩn trương xuất cấp, vận chuyển và giao 10.401 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân của 17 địa phương, bao gồm là Sóc Trăng, Kon Tum, Hà Giang, Bắc Cạn, Gia Lai, Bình Định, Cao Bằng, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bạc Liêu, Ninh Thuận, Bình Phước, Quảng Ngãi, Kiên Giang, An Giang và Tây Ninh. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, cả nước sẽ đồng loạt bắt buộc thực hiện phân loại rác tại nguồn nhằm hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hình thành thói quen phân loại rác. Nhiều địa phương đã có những mô hình hay, hiệu quả và được nhân rộng. Trong đó, mô hình trạm rác Văn Minh là một điển hình. Trước đây, sau khi phân loại rác tại nhà, gia đình ông Tĩnh thường chất đầy ở sân để chờ bán đồng nát hoặc đơn vị thu gom đến lấy. Hiện, nhờ có trạm rác Văn Minh này, ông Tĩnh vừa bảo vệ được môi trường chung của cộng đồng, vừa giữ được không gian sinh hoạt của gia đình sạch sẽ. Trước đây thì gia đình cũng tự phân rác tại nhà. Thế nhưng mà sau đó là cũng thấy là nó có cái nó nhiều khi nó hơi bề bộn, nó có thể là gây ra rùi muỗi. Nhưng sau khi có chủ trương của Chi hội Phụ nữ thành lập các cái trạm thu rác thì tôi thấy là nó thuận lợi. Thứ nhất là việc thu gom rác là mình chuyển ngay ra cái trạm rác. Đây chỉ là một trong 20 trạm rác Văn Minh được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai đặt trên địa bàn từ tháng 8 năm 2023.
đến nay đã thu gom được hơn 1 tấn giấy bìa cắt tông, 5.000 vỏ chai bia các loại, hơn 2 tấn rác thải nhựa và đặc biệt là hơn 50 cân pin. Không phải phế liệu mà thu gom cả pin. Chúng tôi đã thông báo và chúng tôi phân tích cho bà con hiểu là thu gom vào đấy rồi chúng tôi sẽ chuyển đến cái nơi mà người ta sẽ xử lý. Mặt khác, theo ý kiến của chuyên gia, cần triển khai nhiều biện pháp như tuyên truyền hướng dẫn, xây dựng các trạm trung chuyển, phương tiện nhân lực thu gom, vận chuyển riêng biệt từng loại rác và cách tính phí xử lý rác theo khối lượng hay theo thể tích cần có các quy định cụ thể. Phải nói là một số các cái cơ sở rác mà gọi là các thùng rác thông minh thì rất là tốt rồi. Nhưng phải nói thùng rác thông minh phải để đưa đi đâu, tập kết ở chỗ nào và nơi tập kết có phân loại không, có điều kiện để cho người ta tiếp tục thực hiện phân loại không thì đấy lại là vấn đề. Xây dựng các mô hình phân loại rác là việc làm đúng đắn, song chưa thể mang lại sự chuyển biến lớn đối với môi trường. Chính vì vậy, việc đồng bộ tất cả các khâu từ phân loại thu gom, đặc biệt là xử lý tái chế rác thải sinh hoạt là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của phân loại rác tại nguồn.